Xin chào mọi người đã đến với kênh Làm sao biết được TV. Mọi người cần xem chỉ tay thì chụp ảnh hình hai bàn tay, cố gắng chụp rõ để thấy được các đường chỉ tay trên lòng bàn tay. Thứ hai, mọi người gửi thêm về cái thông tin giờ sinh, ngày tháng năm sinh thì mình sẽ kết hợp vừa xem chỉ tay cộng xem tử vi để xem cho mọi người nha. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu về cho mọi người về cái ngôi sao gọi là ngôi sao Thái Dương, 114 chính tinh trong bộ môn về tử vi. Ngôi sao này là ngôi sao thể hiện về trí tuệ, nó sẽ mang đến gọi là về tài lộc vượng, thứ hai nữa là phú quý. Và điều gì đã thể hiện cái sự này, gọi là cái yếu tố về vinh hoa phú quý này, thì mời mọi người theo dõi video này để được hiểu rõ hơn. Thì đầu tiên mình có nói đó là ngôi sao Thái Dương thể hiện một cái trí tuệ, trí thông minh. Cho nên là những người nào mà có cái ngôi sao Thái Dương này trong cung mệnh nó sáng, thể hiện người này gọi là có tính chất mạnh mẽ, nắm bắt thông tin rất là nhanh và thông minh, nhân hậu. Bản chất của Thái Dương là nhân hậu nha, làm việc gì rõ ràng. Và bản thân anh Thái Dương này là anh sẽ triệt được, gọi là có thể là khống chế được những yếu tố liên quan đến đào hoa. Ví dụ như những ngôi sao mà người thấy là trong cung mệnh, ai mà có vận đào hoa thì nó sẽ gọi là khống chế được những ngôi sao đào hoa này, hồng loan này, hay là con thiên diêu, hay là con cung thai, những dấu hiệu của liên quan đến có những người có mệnh đào hoa và mang lại sự phú quý giàu có. Thì mọi người để ý là nó sẽ nằm ở những vị trí gọi là tốt từ cung dần cho đến cung ngọ. Mọi người sẽ thấy là cung dần nè, mão nè, thìn nè, tỵ ngọ, tại những vị trí này thì ngôi sao Thái Dương nó sáng. Và ngay ngôi sao Thái Dương sáng thì mang đến tài lộc, vinh hoa phú quý, người sẽ có gọi là sáng sủa, đi ra ngoài sáng ha, rất là tốt. Còn những vị trí mà nó hãm là những vị trí gì? Thân, dậu, túc, hợi và tý. Những vị trí này Thái Dương nó sẽ xấu. Xấu thì công danh trắc trở, làm việc gì thì gọi, tại vì mọi người để ý là cái ngôi sao Thái Dương tỏa ra đúng không, mặt trời sẽ tỏa ra, mà khi mà càng về chiều đó thì nó sẽ làm cho ngôi sao cho Thái Dương này nó yếu đi, ánh nắng mặt trời nó sẽ yếu đi. Và cũng kiểu như là sao, mình làm việc gì thì mới đầu làm á thì nó tốt, vì ánh nắng mặt trời nó ban đầu nó sáng đó, nhưng mà càng bị đuôi thì mọi người thấy nó mờ. Giống như là làm việc gì thì mới ban đầu làm rất là tốt, nhưng mà kết quả cuối cùng thì không được, gọi là làm một phần một trước thôi, phía sau thì không cố gắng, là nằm nửa vời đó. Và tại những vị trí này muốn nó tốt thì cần có, một là mọi người thấy nó sẽ có trùng triệt, tại vì tí thân dậu túc hợi tí này, Thái Dương này, nếu như nó có tuồng triệt vào thì nó lại gọi là sáng, nó cũng như là thể hiện là những người này sẽ được vẫn được hưởng là vinh hoa phú quý và giàu có. Hoặc là người thấy nó có con thiên không hoặc con thiên tài vào thì đây là dấu hiệu tốt ha, nó cũng thể hiện giống như là những người mà có cái dấu hiệu của anh đắc của anh Thái Dương vậy đó. Còn tại hai vị trí là hai vị trí liên quan đến cung Sửu và cung Mùi, hai vị trí này thì nó sẽ đồng cung với lại con Thái Âm. Và tại vị trí này thì vị trí Sửu này thì giống như là lúc bắt đầu là Sửu nè, dần nè, thì lúc bắt đầu gọi là giữa ngày và đêm, thì vị trí này cũng vậy, cái Mùi cũng vậy, Mùi thì bắt đầu nó trở về đêm. Thì hai vị trí này thì cũng phải cần, đó là yếu tố của cái con tuồng triệt hoặc là con hóa kỵ, thì nó sẽ làm cho cái vận những người mà có dấu hiệu ở từ hai vị trí Sửu Mùi này có con Thái Dương này tốt và giàu có phú quý. Con Thái Dương này nó sẽ tốt khi mà mọi người sẽ thấy là nó gặp những cái con, ví dụ như là đào hoa hồng loan, đào hồng hỷ, người ta gọi là cái bộ tam minh đó, thì công danh hiển đạt rất là đẹp trong cái công danh đó, đó là vị trí liên quan đến nó sáng nha. Ví dụ như mọi người thấy là những vị trí nó sáng mà cộng thêm những bộ tam minh vào là tốt. Hoặc là mọi người thấy là nếu như mà anh có gọi là Thái Dương gặp cự môn, Thái Dương gặp cự môn thì thường là có dần nè, Thái Dương nó sáng nè, gặp cự môn thì người ta ví như là giàu sang ba đời, cực kỳ đẹp. Vì con Thái Dương này nó sẽ gọi là soi sáng với cự môn, và cự môn âm mà nó ở sau, là con Thái Dương nó soi sáng được và nó kích được cái cự môn này lên, làm cho những người này phú quý. Trong bộ môn tử vi là tại vị trí con Thái Dương cự môn rất là đẹp, người ta gọi là vượng khí và giàu có ba đời. Hoặc là mọi người để ý là tại vì những vị trí mà ngôi sao Thái Dương nó sáng mà nó gặp coi như là hóa khoa, hóa lập hay có quyền,
gọi là cái ẩm cái bộ hốc hoa hay là cái quyền thì cực kỳ là ngon lành. Người ta gọi là vừa sáng sủa, vừa có quan có quyền và mang đến sự giàu có. Thì bản chất của anh Thái Dương này chỉ là mang đến sự quý trước thịt. À, mang tứ quý là cái gì? Cái sự sang trọng, à, có tài trí, sự thông minh, à, đi ra ngoài là người ta thấy là cái sự cuốn hút, chứ không có phải là mang đến tiền bạc. Vì muốn mang đến tiền bạc trong cái con Thái Dương này thì cần phải đi thấy cái kết hợp thêm những cái con khác thì nó mới được. Còn bản thân của anh Thái Dương này thì gọi là thể hiện về cái quý nhiều hơn. Còn anh Thái Âm á, người ta gọi là phú quý. Anh phú quý là gì? Anh Thái Âm là anh mang đến giàu có trước sau mới có quý, còn anh này có quý sau mới có giàu có. Cho nên là anh Thái Dương này mà đi với bộ ví dụ như có con hóa khoa hay là có quyền thì cực kỳ là đẹp rồi, nó rất là tốt trong cái vòng. Hoặc là mọi người thấy là khi mà vị trí liên quan đến cái con Thái Dương này nó sáng mà cộng thêm hốt kỵ vào cũng đẹp luôn, làm cho sự gọi là giàu có lên, tăng cái lập của liên quan đến anh Thái Dương này, cái sự phú quý của anh Thái Dương này đây. Anh Thái Dương này rất là kỵ về cái con gọi là con đà cũng kỵ, người ta gọi là diêu đà kỵ. Nhưng mà tại vì con Thái Dương này á, nó thể hiện con mắt trái mọi người nè, ha, Thái Âm mắt phải nè, nha. Khi Thái Dương gặp đà kỵ thường thường là con mắt sẽ bị kém đi, ảnh hưởng đến con mắt. Mà nếu như về vị trí này, con mắt này, Thái Dương này mà cộng thêm cái con gọi như con thiên hình thì nó sẽ làm cho sẽ thay đổi hình thái rồi trong cái cơ thể rồi, hay là kiếp sát có vào thì gọi là, thì nó sẽ gọi là sao? Thái Dương này, Đà La này, Hóa Kỵ này, còn thiên hình này, kiếp sát vào thì con mắt sẽ gặp vấn đề là dao kéo hay mổ, đó là sao. Và trong công danh cũng vậy, công danh mọi người thấy là nếu gặp con gọi là Thái Dương, con Thiên Diêu, con Đà La, con Hóa Kỵ, người ta gọi là Dương Riêu Đà Kỵ đó, thì công danh gặp nhiều trắc trở. Hoặc là con Thái Dương mà nó hãm đi, tại những vị trí này nè, tại vị trí Thân Dậu Tuất Hợi Tý nè, mà nó không có gặp những cái yếu tố như mình nói vừa rồi, ví dụ như không có gặp tuần triệt nè, không có gặp không thiên không nè, không có không thiên tài, mà gặp những cái câu sát tinh vào thì cuộc đời nó xấu lắm, bông ba bông chen, giống như gái giang hồ đi ra ngoài đường rồi xá, gọi là bị khi nó hãm thì tính chất của con Thái Dương nó xấu đi, nó kém đi, mà gặp những cái sát tinh là những con xấu nữa vào nữa thì nó làm cho bản chất của những người mà có dấu hiệu này trở nên bất định, cuộc đời bất định. Hoặc là mọi người thấy là Thái Dương mà gặp địa không địa kiếp thì nó cũng có gọi là cuộc đời cũng có giàu có đó, nhưng mà nó không có bền, vì nó gọi là bộc lên bộc phát, bạo phát là bạo tàn. Cho nên là khi mà gặp Thái Dương mà gặp những con địa không tốt, cho nên là khi mọi người để ý là gặp Thái Dương mà đắc hay hãm, mà nếu như gặp cái con kình đà rồi địa không địa kiếp rồi cộng thêm ví dụ như là riêu đà kỵ đó, cộng hình vào đó thì cuộc đời những người này là trắc trở, rồi hay mắc bệnh tật, dễ gặp nạn, rồi phải đi lang thang tha quê hương thì mới được, chứ còn nếu không ở quê hương thì cũng không được luôn, làm ăn cũng không được luôn. Những người mà khó, khi mà người nhìn vào cái lá số mà cung mệnh bản thân mình á, gặp những dấu hiệu này thì cần phải là tha phương, đi xa quê hương thì mới thành công được, mới gỡ được. Còn nếu ở quê hương thì không được, thì bị nó xấu mà. Hoặc là mọi người thấy là con Thái Dương mà ở bản thân mà cung mệnh nó đi hãm á, hãm là tại cái đất của đó nó xấu, cho nên là cần phải đi tha phương thì nó tốt hơn. Còn ở quê hương thì đôi lúc gặp nhiều trở ngại bất trắc lắm, nó không có lợi. Phụ nữ thì nặng hơn nha, nặng phụ nữ mà có Thái Dương vào thì thường thường cộng thêm gọi là kỳ về cái gia đạo vợ chồng kém đi, hôn nhân thì chậm nữa. Thái Dương thì nó cộng như mình nói vừa rồi đó, mình nó thể hiện về con mắt ha. Bên cạnh đó thì nó cũng còn thể hiện thêm mình có thể xem được người cha trong gia đình, nếu không có cha thì có thể là xem về con trai trong gia đình để xem thử là tình hình như thế nào. Cần thêm ví dụ như cần xem thêm về cái thì mọi người có thể là cộng thêm về ví dụ người cha thì cộng thêm về phụ mẫu, cộng với ngôi sao Thái Dương để biết rõ hơn về tính chất liên quan đến gia đình người cha thế nào đó. Cho đó là khi mà mọi người thấy là khi cái hạn đến thì những vị trí mà cái cung có công Thái Dương đó, thì nhớ những cái yếu tố như mình vừa nói đó, gặp riêu đà kỵ nè, hình khắc vào nè, hay là địa thông địa kiếp vào, nó làm cho cuộc đời thì lúc những năm đó sẽ cái hạn nó đến.
mà nè, người thấy là khi mà con thái dương nó hãm, mà nếu như mà nó hãm là xấu đúng không, gặp những cái con ví dụ như mình vừa nói đó, gọi là con thiên thông hay thiên tài, thì ok, làm cho cái con hãm này trở nên tốt, cuộc đời nó cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Và một trong những yếu tố nha, là con thái dương này nó rất là thích những người sinh vào những ngày ban ngày, hoặc là những cái cung mà nằm ở cung dương thì cực kỳ tốt. Ví dụ như là những cái cung hãm á, hãm ví dụ như thân tí thìn nè, đúng không, nhưng mà kể tại cung thân nè, cung thân nè, thân dậu tuất ha, thân tuất nè, tí nè, tại vị trí này tuy là nó hãm nhưng mà cũng bình thường, gọi là nếu như mà cộng thêm những cái yếu tố liên quan đến gặp những văn xương văn khúc thiên khâu thiên việt, hay là những cái dấu hiệu của hay là tạo phù hữu bậc những cái câu ngôi sao phường á, phường và cái gọi những câu hỗ trợ và các tinh thì hiện vào, thì người này cũng có cuộc sống tốt đẹp chứ không đến nổi. Chỉ có những cái khi mà gặp những con sắc tinh nóng vào thì nó kém thôi, thì bản chất của con hỏa tinh này á, con thái dương này là hỏa tinh, nó sẽ ảnh hưởng đến thần kinh rất là nhiều nha. Tại vì vì anh thông minh sử dụng trí nhiều, mà vì hỏa tinh là nóng cho nên là nó sẽ làm cho tâm trí mệt mỏi, tinh thần mệt mỏi, mà nếu như cộng thêm những cái con hỏa tinh vào thì làm cho tinh thần gọi là suy nghĩ nhiều, ưu tư nhiều, lo lắng lo xa, rất là mệt đầu mệt óc. Và tại những cung mà có tính chất có như là hỏa tinh này, mộc tinh hay thổ tinh là những vị trí mà con thái dương đó rất là thích. Và những vị trí phương địa, những vị trí mà từ cung dần cho đến cung ngọ, đây là những vị trí rất là đẹp liên quan thái dương. Những ai mà có cái cung mệnh của mình nằm những vị trí này rất là tốt trong cuộc sống. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mọi người thấy hay và hữu ích, xin cho mình một like và một đăng ký. Xin chào và cảm ơn mọi người.